Thời gian qua, tỉnh Long An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số quá thị trường lao động nhằm tạo cơ hội cho người lao động nhanh chóng tìm kiếm việc làm phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Theo đó, hàng tuần tỉnh đều cập nhật nhu cầu lao động và nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp trên website Trung tâm dịch vụ việc làm Long An, trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và trên ứng dụng Long An số. Từ đầu năm 2024 đến nay có 53 lượt doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng với hơn 4.700 vị trí việc làm tập trung ở thành phố Tân An và các huyện công nghiệp như Bến Lức, Đức Hòa, Cần Đức, Cần Chuột, Thủ Thừa. Dự báo trong năm 2024 nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 20.000 vị trí việc làm, trong đó 60% là lao động phổ thông. Nhờ số hóa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tư vấn kết nối cung cầu lao động đã có phần nâng cao hiệu quả công tác giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp. Từ đầu năm đến nay đã có trên 134.000 lượt người được tư vấn giới thiệu việc làm, góp phần giúp người lao động tìm việc làm mới, ổn định cuộc sống.